Đây Sài Gòn sau những cơn mưa bà con, mưa ngập dữ nè, hai ba cái máy bơm cũng không bằng cái máy chữa cháy nè, biết hết gì chống ngập bằng máy chữa cháy rồi bà con ơi. Đây dùng ngoại ô quen Sài Gòn nha, cơn mưa giờ phải dùng máy chữa cháy để cứu quả luôn nè. Máy chạy cái gì bà con ơi, máy chạy cái gì bà con ơi, chạy rất là mạnh nha, cái chục máy bơm không bằng máy cứu quả. Lượng nước nó bằng tại vì một phút á nó có một mà ngàn lít lận là một mét khối á, khối chảy ra là nhỏ rồi đó, mà nước lưu lượng rất là mạnh đó bà con, mới chảy ra nhỏ thôi mà nước mạnh vậy đó, thì rất nhỏ nhưng mà nước rất mạnh. 5-6 máy bơm không bằng máy chữa cháy. Đây bà con mua về bơm cát cũng ngon lắm nè, chạy rất là mạnh thôi con, lưu lượng nước rất dữ. 5 cái máy bơm không bằng cái máy chữa cháy, một phút 1.000 lít chạy ra nhỏ không mà lên ghê ta, làm tay lắm à, nhỏ mũi khoan khoan nước ghê thiệt. Đây gọi là Sài Gòn sau những cơn mưa đó bà con, nước ngập thấy ghê luôn. Cái này dành cho mấy người bơm cát cũng hay lắm nè. Kia cái phan kìa. Đây. Máy chữa cháy các. Đây là xung quanh ngoại ô Sài Gòn.